vòng tuyến 2. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Quốc An, Quốc Mission. So Hào Lợi là cầu thủ đã ghi bàn. Như vậy là Dũng Phổi là người đã thực hiện cú đá. Cú đá bằng chân trái khá nhẹ thôi nhưng bóng lại đi xa tầm với của thủ thành Thuận Mèo. Cú đá thẳng So Hào Lợi. Hòa nhỏ và 2-0 cho Quốc An Quốc Mission. Vẫn là một tình huống bóng hải. Nhưng phải nói là cú đá của Hòa nhỏ là cực kỳ ấn tượng. Trong phần còn lại, trước mắt sẽ là cú đá của Lâm Tấn Phát. Đó là cú đá thẳng, siêu phẩm của Lâm Tấn Phát. Không thể tin được, ở cự ly giữa sân, Lâm Tấn Phát đã đá bóng đi găm thẳng vào lưới của Đặng Phước Anh. Nhớ đầu tiên thì số 16 được chăm sóc kỹ lưỡng. Anh ở cột 2 đây rồi! Tỷ số là 2-2. 2-2 cho Sông Hùng với những sự khởi sắc. Họ đã bắt đầu hiệp 2 này đầy hứng khởi với những pha lên bóng liên tiếp. Lâm Tấn Phát rất hay. Xỏ bóng! Dứt điểm! 3-2! 3-2 cho Sông Hùng! Ngoạn mục! Đó có lẽ là những từ để nói về màn lội ngược dòng cho tới lúc này của Sông Hùng. Đó là trận đấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc kèn trên đến ngôi vị vô địch. Phải nói đó là trận cầu 6 điểm của Sông Hùng và Quốc An Quốc Mission. Nguy hiểm! Vào! Tadi Maria! Một cú đá cực nhanh của Tadi Maria ở trong pha bóng này, chúng ta cùng xem lại. Mọi thứ xuất phát từ bên phía là cái phải. Tài bất ngờ xuất hiện ở trung lộ và dù đá bị kèm tương đối sát nhưng đôi chân trái rất dẻo của Tài giúp cho thì trời cũng đã đổ mưa. Tadi Maria quả chuyền vào nguy hiểm, đó là bàn thắng vào lưới của đội bóng quê nhà. Quốc Huy đã chứng tỏ được phong độ ghi bàn rất cao của mình thời gian gần đây. Một pha bóng tròn trố không minh, rất thông minh từ quả chuyền của Trung Nguyên. Đó là một quả bên mà chúng ta đã thấy lý do vì sao ngày hôm nay Trung Nguyên mới là đội trưởng của sân số 1 là màn xuất của Nghiêm Phạm Hô Đình và Trên Tình. Sân số 2 chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trận đấu của Bưng Biển nguy hiểm. Thên Manua vừa đập công. Sau những ngày tháng không có thời gian tốt nhất vì chấn thương thì bây giờ Thên trở lại sân và đã có được bàn thắng. Các cầu thủ của đội Bất Xã Nam Dương đã dồn đội hình lên rất cao ở từ lúc vừa rồi và họ đã nhận một đòn hồi mãn thương. Mất rất nhiều thời gian ở trong hiệp 2 thì bàn thắng mới tới. Tạm thời là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên vào lúc 17:30 chiều nay tại vòng 5 thì Cadetien họ sẽ đòi lại vị trí đầu bảng nếu như vượt qua được Lam Hồng. Rất nguy hiểm, cuối cùng đã có bàn thắng. Vẫn là dấu ấn của Phantom bật nhả liên tục trước khi tung ra một quả chuyền vào cho Đình Bảo, bàn thắng thứ hai của cầu thủ ngủ đến từ Đà Nẵng. Đình Bảo đã ghi bàn cho Bất Động Sản Nam Dương 1-3. Chỉ có một mình Quốc Bảo phía trên, cần thêm nhiều sự hỗ trợ. Quốc Bảo và bàn thắng bất ngờ đã đến với Quốc Bảo và câu lạc bộ Trấn Thành. Một pha bóng mà thủ thành Trần Đăng Khoa đã có lẽ là giật mình với pha xử lý của số 9. Thủ thành bên phía Nghiêm Phạm Hồng Đình đã mắc lỗi khép góc. Cứ bóng hay đến từ Nam Bự. Luân Sư Phong! Giờ thì không thể lệch được nữa. Bên Kesley là người đã mất tập trung và Luân Sư Phụ đã trừng phạt tình huống mất bóng của số 7 bên phía chân tình bằng một cú đá không thể cản phá. Rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã tới với các cầu thủ của đội bóng Bưng Biển. Kết thúc rất chính xác và lên lùng. Đó là bàn thắng của Quang Phở. Hai pha lập công đến chưa đầy 2 phút. Một pha bóng triển khai từ tình huống phá gốc. Quan Phở di chuyển như trốn không người và rõ ràng là các vị trí của đội bóng áo xanh. Đã.
Rất nguy hiểm. Như vậy là cuối cùng đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của đội bóng Xây Dựng Minh Kình. Họ đã chờ đợi bàn thắng này rất lâu rồi. Đó là vị trí mới vào sân, cho dù chưa thể thích nghi tốt với nhiệt độ trận đấu, nhưng Tiến Nguyên chính là tác giả của bàn thắng vừa rồi. Rất nguy hiểm, bàn thắng để kết liễu trận đấu rồi. Rất tiếc cho cầu thủ Minh Kình, trước đó thì họ không thể có bàn thắng. Bây giờ là tiền đạo mới vào sân, Huy Thân Dinh. Trận chiến đấu nào được đưa vào sân, tại hai cũng chơi đầy nhiệt huyết và có sự hiệu quả. Bàn thắng thứ hai của anh từ đầu mùa rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, đây đang là những phút bù giờ. 3-1 cho cầu thủ Biển. Quý Can Tê, tuyến hai, bàn thắng cứ tới liên tục. 4-1. Tốc độ trên lai nhảy máy số 1 thấy không? Máy của Cương đấy. Tốc độ bao nhiêu? 100 để đi. Đội bóng ông bầu Tâm Đinh. Nguy hiểm. Bàn thắng đến từ rất sớm dành cho các cầu thủ của Đông Đát Đô Tim. Sức mạnh của đội của Nam đã được chứng minh ngay từ đầu với pha bóng lập công đơn giản vừa rồi là của Huỳnh Bá Phương, nhạc trưởng, đội trưởng Phương Đô.